Được hết danh vào lớp làm bài kiểm tra. Thầy ơi, có báo cháy hả? Cháy! Ồ, lũ trẻ này. Nó dừng rồi. Quay lại với bài nghiên cứu thôi. Cháy! Chào cả lớp, các em đã sẵn sàng học chưa nào? Xài ngữ pháp rồi. Ai? Thầy á? Ai viết đây? Chúng ta xem phim nhé. Cô ngủ rồi sao? Thưa thầy, thầy có thể cho em biết đáp án của phương trình này không ạ? Nhưng tất cả có hết trên bảng rồi còn gì, nó đã. Nhưng em không hiểu chữ viết tay của thầy. Tốt, để tôi viết lại. Hả? Cái gì đây? Is that an A or a B? Maybe it's a number, number 3. That looks like a symbol. Is that a key? Do you guys get it? Or is it just me? Whatever. Em không hiểu thầy ơi. Em không hiểu thầy ơi. Thưa cô Lia, em không thể làm bài kiểm tra hôm nay vì em thấy người rất mệt ạ. Vậy là em sẽ không phải làm bài. Em mượn ô tô của cô được không? Được chứ. Cho em xin chìa khóa thưa cô. Mày thật. Chào thầy, nãy tôi không thấy thầy. Tôi đang vân vân. Xoan đập đấy, rằng cô chắc thích nó lắm. Vậy là cô đang nói. Vậy tôi đang vân vân không biết thầy có muốn uống cà phê với... Vâng, đen đá không được nhé. Tôi sẽ ở trong lớp của mình, cảm ơn cô. Là điện thoại sao? Phải ở lại 6 giờ. Cắt đi ngay. Ai có thể giải câu này? Bỏ chân xuống được không? Nhưng nếu không muốn thì em cũng không cần làm. Nhưng thế sẽ lịch sự hơn. Cảm ơn em. Là cà phê sao? Vâng. Cũng được. Chào cả lớp, hãy cùng bắt đầu với bài tập thở. Giờ tất cả các em hãy hít vào thật sâu. Mẹ mình, alo mẹ à. Không, con không có việc gì quan trọng đâu, kể cho con đi. Vâng. Vâng, tất nhiên ạ. Look at him, I love.
fingers. Oh, that's love. I love his face, those little wrinkles. Be my equation, and be my equation, and I'll be your X, Y, Z. Mình không hiểu nổi. Mình không hiểu nổi. Colia, em đẹp như thiên thần. Colia, Colia. Thưa thầy, em có thể đi vệ sinh không ạ? Trong giờ của tôi ư? Không, em đã đi 2 lần rồi mà. Ừ, đi đi, nhưng cẩn thận đấy, đừng để thầy ở trường bắt được. Ôn đường bé à, em đi đi. Ô, trên đường về nhớ mua giúp cô cốc cà phê nhé. Thưa cô Lia, em làm xong bài rồi ạ. Mẹo nhỏ ạ, nếu cô muốn thầy để ý tới thì cô nên ăn mặc sexy hơn. Em chào cô. Nora. Lại làm sao nữa đây? Ôi cô Lia ơi, cô luôn phải tỏ ra như không quan tâm. Đàn ông là thế mà, cô cứ thử đi. Ồ Nora, chuẩn đó. Nhưng cô sẽ làm thế. Cô Lia, kết quả bài kiểm tra. Cô Lia. Thầy Kurt, tôi không nhìn thấy thầy. Tôi phải đi đây. Chào thầy. Được chưa? Chưa. Ok, tiếp tục nhé. Chán thật. Em thấy cô thế nào? Chà, thầy có nói điều gì với cô không? Không ạ. Nhưng có một điều cô có thể làm. Gì thế? Khiến thầy ấy ghen. Em nói đúng. Chuẩn rồi, cô sẽ làm thế. Nhưng... Thầy Max. Thầy Max. Thầy thật. Thật. Thôi bỏ đi. Thầy Max, thầy giúp tôi khiến một người ghen được không? Được, được chứ. Lúc nãy tôi cứ tưởng cô đang tán tôi, nhưng thôi, cứ thử vậy. Vâng. Ý mình đâu phải vậy. Alo, bố. Bố ơi. Chào con yêu. Hình như con ốm rồi. Bố sẽ đến đón ngay nhé. Vâng, con chờ ạ. Con gái Nora của tôi đâu rồi? Con bé ở trong đó với Colia. Nora, con chó nhỏ của bố, con sao rồi? Ôi bố, đúng là phép màu, con sống rồi. Đúng là bọn trẻ ngày nay, mà tôi tên Leia. Rất vui được gặp cô. Không được thế nữa. Chiều nay cô có rảnh không? Tôi á? Vâng. Có ạ. Vậy tôi sẽ gọi cho cô sau nhé. Chào. Mình có bạn hẹn. Mình có bạn hẹn. Mình không thể đến muộn được. Chìa khóa đâu rồi? I gotta go. I gotta get ready. I'll be so late. I should have left already. I gotta go. Damn, I'm late. Chìa khóa đâu rồi? Có thể
thể là Ferrari hay một chiếc Porsche. Biết đâu là Lambo. Ok. Giờ sao đây? Ok cả nhà, nếu các bạn thích video này, hãy chia sẻ, like và đăng ký. Okay.